Xin chào mọi người. Vừa tính thu một cái hội viên Vipro Nguyễn Nam Thanh group Zalo gửi tới thùng bia. Chân thành cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Hôm nay áp bận, thành ra là 7 giờ tối mới về tới nhà. Dịch không được bao nhiêu hết á. Rồi trên mình đế tiên cũng chưa rỡ được chữ nào luôn. Thôi ráng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 130. Sau khi tiến vào lòng đất, Dương cảm nhận được hàn phong cũng càng lúc càng lạnh thấu xương. Ngay cả kim ý ngũ trọng cũng có chút không cách nào chống cự được hàn phong thấu xương kia. Thế cho nên hắn không thể không phóng thích ra kim ý lục trọng chống lại hàn phong này xâm nhập. Về phần tiểu gia hỏa thì tử quan không cách nào ngăn cản được cơn gió lạnh này. Tên tử kia liền phi thường thông minh lao đến trong vòng xoáy nhỏ của hắn. Đúng lúc này Diêm Phong bỗng dưng dừng bước, quay người nhìn xem Hiểu Quốc Tịch chẳng biết từ lúc nào đã tới phía sau hắn, kinh ngạc nói: "Sao nàng lại tới đây?" "Ta muốn tới thì tới." Hiểu Quốc Tịch nhàn nhạt nói, chỉ là biểu lộ có chút mất tự nhiên. Diêm Phong khẽ giật mình, lập tức trong lòng có một tia nước ấm chảy qua. Hắn làm sao lại không biết được nữ nhân trước mắt này cùng đi theo là bởi vì lo lắng cho hắn, không phải sao? Không phải là hắn tự kiêu quá đáng, chỉ là cảm giác nói cho anh biết chính là như vậy. Dư Vong lắc đầu ôn như nói: "Đây chính là quyết định của chúng ta, mặc kệ kết quả như thế nào đều là ta nên đối mặt và tiếp nhận. Nàng thực sự không cần thiết tham gia vào, nàng giúp ta đã đủ nhiều rồi. Phần nhân tình này Dư Vong ta cả một đời cũng sẽ không quên." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Quốc Tịch đột nhiên dâng lên một tầng phấn hồng, xấu hổ trừng mắt nhìn Di Phong: "Cái gì mà có tình ý với huynh chứ? Huynh chứ anh nói lục tung, nếu không ta sẽ giết huynh đó." Di Phong khóe miệng giật một cái: "Tỷ tỷ à, ta là nói như vậy hay sao? Chuyện này cái gì xảy ra vậy trời?" Hiểu Quốc Tịch cúi đầu không nói một lời nào, chỉ là bàn tay nắm thật chặt chuôi đao. Di Phong bị những lời này của Hiểu Quốc Tịch làm cho không biết nên nói cái gì cho đúng. Nhất thời bầu không khí trong sân là có chút xấu hổ. Hồi lâu sau, Chí Phong ngượng ngùng cười, sau đó nói ra: "Hiểu cô nương, uy lực của cửu hàn phong kia nàng cũng đã được chứng kiến. Đối phó với nó, ta thực sự một chút nắm chắc cũng không có. Cho nên nàng vẫn là đừng đi theo. Đương nhiên, ta không phải là sợ nàng làm liên lụy tới ta, mà là ta sợ làm liên lụy tới nàng, đồng thời cũng không muốn nàng mạo hiểm đi theo ta, thực sự đó." "Vậy huynh vì cái gì mà mang tiểu gia hỏa kia đi theo chứ?" Chủ tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dương Phong nói ra: "Ta..." Dương Phong lần nữa im lặng, bởi vì hắn đầu tiên cũng phát hiện ra vấn đề này. Hắn vì cái gì mà mang tiểu gia hỏa đến đây chứ? Nguyên nhân là bởi vì hắn đã đem tiểu gia hỏa chân chính xem như là người một nhà rồi hay sao? Chẳng qua chuyện này cũng rất bình thường, tiểu gia hỏa đã cùng hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, hắn đương nhiên sẽ đem tiểu gia hỏa xem như là người một nhà. Mà Hiểu Quốc Tịch không phải là hắn không đem đối phương coi như người bên cạnh mình. Suốt một đường đến đây, Hiểu Quốc Tịch đã trợ giúp cho hắn thật sự là quá nhiều. Nhân tình mà hắn thiếu đối phương có thật là có chút nhiều. Lần này sinh tử phía trước còn chưa biết. Hắn thật sự là không muốn để cho đối phương mạo hiểm đi theo hắn. Thầy Dương Phong không nói gì, sâu trong đánh mắt Hiểu Quốc Tịch hiện lên một tia thất vọng. Sau đó nàng nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là muốn nhìn một chút mà cưng ngữ kia làm sao thu phục được cửu hành phong này, cùng ngươi không liên quan gì." Nói xong, thân hình nàng khẽ động hướng về phía sâu trong lòng đất thiểm được lao đi. Thay thế Dư Phong cười khổ, cho đó thân hình cũng là khẽ động vội vàng đi theo. Không biết qua bao lâu, Dư Phong cảm thấy cổ gió rét kia cũng càng lúc càng thêm mãnh liệt, thậm chí ngay cả kiếm ý lục trọng đều có chút không chống đỡ được. Điều này khiến sắc mặt Dư Phong trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì sự khủng bố của cửu hành phong này cho đến bây giờ đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, mà đây là tại dưới tình huống chưa chứng kiến được bản thể của nó. Bản thể của cửu hành phong kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào vậy chứ? Dư Phong có chút không dám nghĩ tới. Không dám nghĩ tới thì hắn vẫn phải đi. Do thế thì hiện tại đã nhìn thấy cửu hành phong này, nên như không cố gắng thử một chút, hắn có làm sao cũng sẽ không cam lòng. Một khi không cam lòng, điều này đối với con đường kiếm đạo của hắn là rất không ổn. Lắc đầu, tốc độ dưới chân Dương Phong tăng tốc, hướng về phía sâu trong lòng đất kia tiếp tục lao đi.
Ước chừng đi gần 2 canh giờ, Di Phong đột nhiên dừng bước. Bởi vì Hiếu Thực đừng ở trước mặt hắn, Di Phong đi tới hỏi ra: làm sao vậy? Hiếu Thực lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra: phía trước cách đó không xa, hắn là chỗ của cô Hành Phong. Bởi vì ở phía trước, đạo ý của ta còn có chút không đối kháng nổi với âm hàn lạnh thấu xương này. Nên đến đây, Hiếu Thực quay người nhìn sang Di Phong: huynh xác định muốn tiếp tục tiến về phía trước hay sao? Di Phong cười cười: để đã đi đến nơi này còn có thể trở về hay sao? Nên đây, Di Phong nhìn xem Hiếu Thực chân thành nói ra: nàng thật sự muốn đi cùng ta sao? Có chút chỉ không được ánh mắt của Di Phong, Hiếu Thực quay người, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, sau đó nói: đương nhiên. Di Phong đột nhiên cười một tiếng: và chúng ta liền đi thôi. Nói xong, thân hình khẽ động hướng về phía nơi xa kiếm được lao đi. Di Phong cùng Hiếu Thực dừng lại. Tại trước mặt hai người bọn họ là Mạc Kinh Ngữ kia. Lúc này ánh mắt Mạc Kinh Ngữ đang nhìn về phía trước, ánh mắt ngân trọng trước nay chưa từng có. Ở xung quanh nàng, một cột kiếm ý sắc bén vô hình giống như một cái lồng ánh sáng che chở cho nàng. Di Phong cùng Hiếu Thực thuận theo ánh mắt Mạc Kinh Ngữ nhìn qua, thì thấy bên trong tầm mắt có bọn họ đều đen kịt một màu. Bên trong bóng tối kia, một cỗ hàn phong âm hàn không ngừng thẩm thấu tràn ra. Cỗ gió rét kia cường hạn tới mức cho dù ba người toàn lực chống cự vẫn bị nó xâm nhập tiến vào trong toàn thân cùng linh hồn. Chẳng qua vẫn còn tốt, mặc dù bị xâm nhập nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được hình dạng của một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cơn lốc xoáy kia lấy tốc độ mà mắt thường của ba người đều có thể nhìn thấy xoay tròn. Theo cơn lốc xoáy xoay tròn, không gian chung quanh nó không ngừng bị hủy diệt. Đúng thế, một mảnh đen kịt kia chính là vết đích không gian đã bị cứu Hoành Phong phá hủy. Có thể phá hủy không gian chỉ ít cũng phải là cường giả tôn giả, mà cứu Hoành Phong này là dễ như trở bàn tay làm được. Hơn nữa còn là đang tiếp tục phá hủy. Điều này khiến sắc mặt ba người đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Không hổ là thiên địa linh vật, mặc dù chỉ là ấu kỳ nên đã có được một chút uy lực của thiên địa. Mạc Kinh Ngữ thấp giọng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn Di Phong cùng Hiếu Thực nói ra: xem ra các ngươi cũng là đến đánh chuỗi cứu Hoành Phong này. Hiếu Thực hắn vô tri không biết sợ hãi, chẳng lẽ ngươi cũng là kẻ vô tri sao? Ngọc thủ của Hiếu Thực khẽ lay động, một đạo hàn quang nhảy mắt xuất hiện tại trước mặt Mạc Kinh Ngữ. Mạc Kinh Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay ngọc khinh động, một đạo kiếm khí màu xanh nhảy mắt bắn ra đánh vào phía trên luồng hàn quang kia, cả hai lập tức tiêu tán trong không trung. Có ý nghĩa sao? Mạc Kinh Ngữ nói ra: ngươi và ta thực lực không chênh lệch bao nhiêu, nên như không xuất ra toàn lực không ai làm gì được nhau, cho nên lãng phí huyền khí có ý nghĩa hay không? Ngươi nói quá nhiều. Hiếu Thực liếc mắt nhìn Mạc Kinh Ngữ nhàn nhạt nói. Mạc Kinh Ngữ hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu nhẹ cười cười nhìn về phía Dương Phong: chuẩn kiếm hoàng tương lai sao? Ngươi biết cách nói này rơi ở trên thân thể ngươi, ngươi không xứng đến cỡ nào hay không? Chẳng lẽ ngươi xứng hay sao? Di Phong cười nói. Đương nhiên, Mạc Kinh Ngữ nhẹ gật đầu. Tại cái huyền giá đại lục này, ngoài trừ Mạc Kinh Ngữ ta, còn có ai xứng với danh xưng này được chứ? Ngữ khí của nàng như một lẽ đương nhiên, không có một tia gượng ép nào. Ngay vậy, Di Phong không chỉ không xem thường cùng chế giễu, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Phần tự tin này của đối phương làm cho hắn có chút tim đập nhanh. Kiếm đạo quan trọng nhất là tâm cảnh càng mạnh, kiếm đạo liền càng mạnh. Người có được phần tự tin có thể nói gần như tự ngạo này, nếu không phải là trâu bò thì chính là ngu xuẩn. Hỷ nhìn nữ nhân trước mắt này là người thuộc về vế trước. Di Phong nhún vai: người nếu là thích liền lấy đi là được. Di Phong nói rất chân thành, cũng là lời nói thật lòng. Bởi vì cái danh xưng này đối với hắn không chỉ không có một chút nào chỗ tốt, ngược lại còn đem lại cho hắn rất nhiều phiền phức. Cái danh xưng này ai thích thì cứ lấy đi, hắn tự nhiên sẽ không thèm quan tâm. Ngươi cho rằng danh hiệu kiếm hoàng là cái gì thế? Là đồ vật hay sao? Nói có thể cho liền cho hay sao? Mà cái ngữ ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh, lập tức một thanh kiếm khí màu xanh nháy mắt xuất hiện ở trước người nàng, sau một khắc hóa thành một đạo kiếm quang nháy mắt kích xạ bắn về phía Di Phong. Như thế đối phương đột nhiên liền động thủ, sắc mặt Di Phong cũng trầm xuống. Nữ nhân này có bệnh sao? Không thèm nói nhảm, Di Phong tay phải nắm chặt thành quyền,
Sau đó một quyền đánh vào phía trên kiếm khí màu xanh kia. Kiếm khí màu xanh lập tức tiêu tán. Ngay tại lúc mà Kinh Hữu chuẩn bị tiếp tục ra tay, đột nhiên bên trong khoảng không đen nhánh kia, cơn lốc xoáy đột nhiên nổ tung, bắt đầu chuyển động hướng về phía bốn phía, không ngừng di chuyển tràn tới. Di phòng ba người giật mình liên tiếp lùi về phía sau. Hiện tại cơn lốc xoáy khổng lồ này mang theo sức mạnh thiên địa, bọn họ nếu là đi lên đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cơn lốc xoáy khổng lồ kia càng lúc càng trở nên hung hãn, từ phía xa không ngừng tàn phá bừa bãi, phàm là những nơi đó đi qua, không gian tự khúc vỡ vụn, lộ ra từng mảnh vết nứt không gian đen nhánh, để Di Phong ba người nhìn mà tim không ngừng đập nhanh. Chuyện gì xảy ra với nó vậy chứ? Di Phong trầm giọng hỏi. Chủ tịch lắc đầu. Ở bờ bên Mặc Khinh Ngữ thì hai mắt sáng lên, sâu trong đôi mắt nàng lấy lên vẻ hưng phấn. Di Phong trầm mặt nhìn xem cơn lốc xoáy khổng lồ kinh khủng kia. Di Phong lúc này thực sự khó khăn, loại vật này chỉ sợ là cảnh giới tôn giả có đến, đây là một con đường chết. Mà Mạc lão kia là đã để cho hắn đến thu phục. Mạc lão đương nhiên không thể nào để cho hắn đi tìm đường chết. Nếu không phải như vậy, phải khẳng định là có biện pháp đồ vật nào đó đối phó được với cửu U Hành Phong này. Mà có lẽ biện pháp hoặc đồ vật này là hắn có. Chứ là đến tột cùng thứ gì có thể đối phó được với cơn lốc xoáy khổng lồ này vậy chứ? Rất nhanh Di Phong nghĩ đến một vật, đó chính là hồ huyền khí. Chỉ có điều làm thế nào để kết nối cùng hồ huyền khí này được đây? Từ sau lần trước hồ huyền khí nổ điên không cung cấp cho hắn huyền khí, hắn liền có loại cảm giác đó chính là hồ huyền khí dường như không ưa hắn cho lắm, mà lại muốn hồ huyền khí từ đối phó với cửu U Hành Phong này thì nhất định cũng phải đem cửu U Hành Phong này để nó tiến vào hồ huyền khí mới được ta. Nhìn xem cơn lốc xoáy khổng lồ kia, Di Phong quả quyết từ bỏ ý nghĩa này. Nói đùa cái gì chứ, đem cơn lốc xoáy kia tiến vào hồ huyền khí kia sao? Đây là hắn muốn chết à? Đúng lúc này có chuyện bất ngờ xảy ra. Tại bên trong ánh mắt kinh ngạc của Di Phong ba người, cơn lốc xoáy khổng lồ kia vậy mà bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Hiểu Thực có chút run chậm nói: ta hiểu rồi, nó đã đang thoái biến, nó muốn hình thành phong đinh. Ở một bên Mặc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Hiểu Thực, trong mắt có hàn mang chất độc. Ý nàng là sao? Di Phong khó hiểu hỏi. Hiểu Thực nói ra: nó vốn là ở trạng thái hỗn độn, không có một tia linh trí, mà bây giờ nó chính là đang thoái biến, chờ nó lột xác thành công nên sẽ hình thành phong linh. Chờ một khắc nó hình thành phong linh chính là thời điểm nó suy yếu nhất, cũng là thời điểm đối phó tốt nhất. Nếu như Huynh muốn thu phục nó thì đó là cơ hội duy nhất. Vừa nghe vậy, Di Phong hai mắt lập tức sáng lên. Hiện tại hắn đã minh bạch cái gọi là phong linh này, hắn là giống như U Minh Quỷ Hỏa trong cơ thể hắn. U Minh Quỷ Hỏa mặc dù không thể nói chuyện, không thể hóa hình, nhưng là đối phương lại là có linh trí, điểm đó là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ cơ U Hành Phong này đoán chừng chính là muốn lột xác, trở thành loại hình thái giống như U Minh Quỷ Hỏa. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có cơ hội. Chỉ có điều bên cạnh còn có một Mặc Khinh Ngữ. Nhìn thoáng qua Mặc Khinh Ngữ, Di Phong bàn tay khẽ động, ẩn kiếm xuất hiện tại trên tay. Lập tức huyền khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng chuyển động tuôn ra. Cơ U Hành Phong này hắn bắt buộc phải có được. Lúc này giữa sân đột nhiên đã xuất hiện một màn quỷ dị, đó chính là những hàn phong xung quanh kia đột nhiên hướng về phía Mặc Khinh Ngữ vọt mạnh qua. Những hàn phong này không hề công kích Mặc Khinh Ngữ mà là vây quanh Mặc Khinh Ngữ, hình thành một cơn gió xoáy giống như thực chất, mà thân hình Mặc Khinh Ngữ thì bắt đầu trở nên hư ảo, phảng phất như cùng những hàn phong này hòa là một thể. Phong chi ý cảnh. Thấy cảnh này, Ngọc Thủ Hứa Thực nắm chặt chuôi đao trầm giọng nói: phong chi ý cảnh là một loại ý cảnh rất quý dị, bởi vì chỉ cần những nơi có gió để có thể bị nàng sử dụng, nàng lại có thể khống chế cửu U Hành Phong này. Mà điện đại biểu phong chi ý cảnh của nàng chỉ sợ cũng đã đạt tới thất trọng, thậm chí còn cao hơn. Di Phong hít sâu một hơi, chuyện này con mẹ đó cũng quá yêu nghiệt một chút đúng không? Quá như là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta có khả năng không thể ngăn cản được nàng. Hiểu Thực đột nhiên nói một câu: tại sao chứ? Di Phong kinh ngạc nói. Hiểu Thực lắc đầu sợ đến đa đa: ta sẽ cố nỗ lực hết sức. Huynh đợi chút nữa, thời điểm thu phục cứu Hành Phong kia phải cẩn thận, nếu như không được liền từ bỏ được không? Di Phong trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu cười nói: yên tâm, ta sẽ lực sức mà làm.
Hiếu Thực nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đem dao rút ra, ánh mắt khóa chặt Mạc Khinh Ngữ. Mà Mạc Khinh Ngữ lại là nhìn không muốn thèm nhìn hai người Dương Phong bên này, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm cơn lốc xoáy càng lúc càng nhỏ kia. Tại trong mắt ba người, tốc độ thu nhỏ của cơn lốc xoáy khổng lồ kia cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần cơn lốc xoáy khổng lồ đã biến thành cơn gió xoáy cỡ như thân thể một người trưởng thành. Mặc dù đã thu nhỏ nhưng là năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó lại đạt đến người phải sợ hãi. Giờ này khắc này Dương Phong nhưng cũng được kích động, cấu hành phong này càng mạnh, hắn đương nhiên lại càng cao hứng. Dù thật thì hắn hiện tại cũng đang bất thiết muốn tăng thực lực lên. Tốc độ gió xoáy xoay tròn chung quanh Mạc Khinh Ngữ cũng càng lúc càng nhanh, thân hình Mạc Khinh Ngữ càng lúc càng trở nên hư ảo, trong suốt gần như một cơn gió. Bên trên loan đao trong tay Hiểu Tịch có đao mang không ngừng thoáng hiện, quanh thân nàng một cổ đạo ý vô tình mà sắc bén không ngừng trào ra ngoài. Đạo ý tuôn ra bên ngoài cơ thể này sẽ không hề lộn xộn mà là phi thường có quy tắc, xoay vòng tại quanh thân nàng như một bức tường phòng hộ. Về phần Dương Phong thì đột nhiên tại trên thân đập lên 5 tấm phù lục, Thần Anh phù, Cường Lực phù, Tụ Linh phù. Cùng lúc đó hắn không hề giữ lại một chút gì, huyền khí trong cơ thể giống như vỡ đê tuôn ra bên ngoài cơ thể. Dưới sự giá trị của huyền khí màu tím, quanh thân Dương Phong hiện ra một tầng sương mù tự sắc quỷ dị, như có như không. Chỉ là Dương Phong không hề phát hiện ra chuyện này. Tại bên trong ánh mắt ngưng trọng cùng khẩn trương của Dương Phong ba người, tốc độ thu nhỏ của con lốc xoáy khổng lồ kia cũng càng lúc càng nhanh. Đến bây giờ đã biến thành chỉ lớn bằng cánh tay, hơn nữa còn đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Dần dần bấm biên, cơn lốc xoáy cỡ nhỏ kia đột nhiên ầm một tiếng nổ vang, lập tức một sợi gió xoáy màu xanh cỡ nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt ba người. Đến lúc này ba người chuyển động, một đạo hàn quang nháy mắt bắn về phía Mạc Khinh Ngữ, tốc độ so với sấm sét còn nhanh hơn. Trong chớp mắt chính là đã xuất hiện tại vị trí Mạc Khinh Ngữ, mà tại lúc này vị trí kia lại trống rỗng. Mạc Khinh Ngữ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại phía trước sợi gió xoáy màu xanh cỡ nhỏ kia. Tay phải nàng khẽ động, một cái lồng chuông màu vàng to bằng bàn tay xuất hiện trên tay nàng, lập tức hướng về phía sợi gió xoáy màu xanh cỡ nhỏ kia bao trùm. Sợi gió xoáy màu xanh cỡ nhỏ kia khẽ run lên, sau đó phiêu một tiếng, chính là hướng về nơi xa hiểm được lao đi. Thế nhưng là cái lồng chuông màu vàng kia lại là xuyên thấu không gian, nháy mắt xuất hiện tại phía trên sợi gió xoáy màu xanh. Sau đó một vệt kim quang tản mắt ra chụp xuống, đem nó vây vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ vui mừng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một đạo hàn quang cùng một đạo kiếm khí tự sắc từ hai bên hướng về phía nàng kích xạ bắn đến. Mạc Khinh Ngữ hừ lại một tiếng, sau đó vung tay lên, mang theo lồng chuông màu vàng kia hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc lại đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trường. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Phong cùng Hiểu Tịch hai người kịch biến. Tốc độ của Mạc Khinh Ngữ này thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ căn bản là không có cách nào đuổi kịp. Bên trong sự lo lắng, ánh mắt Dương Phong đột nhiên bừng sáng, sau đó hắn bỗng nhiên quát lớn: "Tỷ Diêu Hỏa, có người tốc độ còn nhanh hơn ngươi, ngươi còn không ra nữa sao?" Chỉ ráng được chừng đó hay nhỉ.